cách làm mít da bông đồng loạt nha. Thì những cái phân thuốc mà bên anh Kia nè đang hướng dẫn cho chủ vườn á xài cho cây mít đỏ sơ vàng, thì giờ em sẽ hướng em nhờ anh Kia hướng dẫn cho quý bà con chúng ta dùng những loại phân thuốc nào ha, cách pha như thế nào luôn nha anh Kia. Cái mít cục đỏ sơ vàng á thì nó Kia xử lý là bằng cái bộ 4 đó bà con. Bộ 4 thì này là cái gì? Này là ra qua đồng loạt nè ha. Này là MKB nè bà con. Này là lần 89 nè. À, đây là 16-10-10 nè. À, thì cái để tạo mầm gốc á, tạo mầm gốc ban đầu á, thì cho Kia cho tưới cái này nè, 16-10-10 nè, và cái lần 89 nè, pha 400 lít nước nè, tưới cho 40 cây nè, đó, thì tưới xong rồi, ha, xong rồi cái đầu á, là tao phun tạo mầm thì cái bộ 4 nè, đó, bộ 4 nè, 16-10-10 nè, MKB nè, đó, cái ra quả đồng loạt nè, đó, đây là bộ 4. Tức là lần đầu tiên thì mình chỉ tưới gốc là lần 89. Lần 89 và cái 16-10. À 16-10-10 nè. Hai cái cộng lại là mình tưới gốc. Một bộ như vậy là mình tưới được có 40 cây. 40 cây. Dạ đúng rồi, một bộ như vậy là mình tưới được 40 cây trên cây mít cục đỏ sơ vàng nha. Cái này em Ly đang chia sẻ là mít cục đỏ sơ vàng. À. Rồi cái đợt thứ hai là mình xịt trên thân trên lá luôn đúng không ạ? Trên thân trên lá là mình phun bộ 4 này. Bộ 4 là bông quyền thoại của bên trung tâm cây giống. Thứ nhất là lần 89. Phải có lần 89 mới được nha. Đúng rồi, mấy gà. Rồi cộng thêm 16-10-10. Ra hoa đồng loạt và MKB nha. Mình phun trong thân nè, phun ngoài lá luôn. Phun trong thân và phun ngoài lá. Nhưng mà vì cái liều nó khác nhau nghe chị Ly. Trong thân á thì bộ 4 này nè, thì đối với năm 2024 này nè. Thì Kia cho pha là 250 lít nước. Dạ, 250 lít nước. 250 lít nước phun ướt thân ướt cành. Dạ. Còn ngoài lá là tùy theo cái cây của ta, đôi khi mà có vườn thì Kia cho pha 500 lít nước. Dạ. Có vườn cho pha là 350 lít nước, có vườn pha 450 lít nước tùy theo cái màu lá. Rồi. Hả? Nói chung là vườn của chú này hiện tại bây giờ là mình chỉ cho phun là 250 lít nước thôi. Trong thân đối với bộ 4 trong thân ngoài lá. Thân. Không ngoài lá thì pha 450 lít. 450 lít. Đó phun xương ướt ngoài lá ha. Thì xong rồi người ta phun trong thân thôi. Trong thân người ta phun 3 cử. Thì cái cử thứ nhất là 250, cái cử thứ hai thì 300, cái cử thứ ba cũng 300. Đó, thì sau ba cử này nó bắt đầu là mầm hoa, nó sẽ bật mầm hoa không mới gà. Đó. Là từ đó nữa ta ngưng phun và đưa nước vô, chúng ta gãy phân. Gãy phân rồi cho cái mầm cho mập lên. Đó, thì bên cạnh đó nữa thì đây nè. Có dòng dưỡng hoa đó nha. À đúng rồi, để cho là Amnocombi nè. Đó. Ghê ba sinh học nè. Đó. Thì nói chung thì thuốc thì bà con biết ha, thì tùy theo cái thời điểm mà cái cách mà để phối trộn thuốc á thì nó hoàn toàn nó khác nhau hết trơn à. Thì cho nên là những cái thắc mắc nào bà con chưa rõ thì bà con cứ gọi về hai số điện thoại trên màn hình đó. Thì đây Kia chia sẻ cho bà con cũng như là chị Ly đó, chia sẻ cho bà con là tận tình hơn. Chị Ly dạ. Rồi chú kìa, để anh hướng dẫn cho chú đi. Nắm gõ gì chú ha, biết gõ chưa chú, nhớ chưa nè. Tưới gốc nè, tưới gốc là cây lần 89 này ha, là 400 lít nước tới 40 cây nè. Rồi ok ha. Đó là cái lần mà tới xong rồi cái đầu là gì, mình phun qua lá nè. Phun lá thì cái bộ bốn thứ này á, thì ở mấy ngày sau mới phun, 7 ngày sau mới phun, 7 ngày sau phun. Dạ thì ở ngoài lá thì chú pha cái bộ này cho con là 450 lít nước nè, phun ướt xương ở ngoài lá, ướt đều tròn tàn ha. Những cây làm bông đó, xong rồi cái qua ngày hôm sau đó, chúng ta sẽ pha cũng lại bộ 4 này luôn. Pha 250 lít nước, ta phun trực tiếp vào trong thân những mấy cái nhánh bự, nhánh cái á, nhánh để trái á. Tất nhiên là chú phun để phun ở chỗ nào thì phun có đọt thì trái ra ngay đọt à. Phun trong thân để trái trong thân nha. Bữa trước mình xịt cái, bữa sau là mình cho nó thân. Đúng rồi, dạ. Tại chú lớn tuổi rồi chứ còn khỏe khỏe là phun sáng là chiều ta phun thân luôn à. Rồi lớn tuổi phải mình phải dưỡng sức khỏe nha. Chiên ra 2 ngày ta phun. Dạ đó, nó vậy đó chứ con là con phun buổi sáng buổi chiều cũng dứt luôn à. Thì chú thôi qua ngày sau thì dưỡng sức khỏe cho nó tốt, tán lá ngày đầu rồi ngày hôm sau phun trong thân. Dạ phun trong thân là tức là mình muốn để trái vị trí nào là mình phun ngay chỗ đó. Đúng rồi, đừng có phun ở trên ngọn mà cũng đừng phun sát dưới, uổng thuốc. Thường hàng năm thì con phun 3 cử ha, nếu mà nhầm năm mà cái thời tiết nó thuận lợi á, phun 2 cử bắt đầu ra bông rồi, là cái lần thứ ba mình ngưng. Còn nếu mà trường hợp là cái lần thứ ba thứ hai là phun nó ra hơi yếu không, thì ta bổ sung thêm cái lần thứ ba nữa thì bắt buộc nó sẽ ra thôi. Đó là nó ok.
thôi thì thấy ra rồi cái đầu mình đưa nước vô đó, gãy phân chăm bón nuôi dưỡng bông tung sơ trái nó xuống, rồi xuống tỉa trái người sơ đen rồi nuôi trái tứ sô mát Israel đó. Nhớ không giờ đầu tiên từ từ đó, rồi tới xong rồi giá 100.000 cắt bán trái 1 triệu đó. Ok không bây giờ từng bước chưa, bây giờ quan trọng là tưới dạ. Gốc rồi mấy ngày phun. Sau mỗi phun xịt dạ vậy đó. Nó cũng dễ mà dễ. Nè, qua ngày sau là tưới dạ. Tưới một hai cái này là được 40 cây nè dạ. Bóng đầu làm không vậy là nhớ rồi nhưng mà nhớ này còn nữa rồi dạ. Nhớ không nổi dạ. 400 lít pha 400 lít nước rồi mình tưới gốc 10 lít dạ. Được 40 cây nữa sau mình pha chế vô thùng dầu riêng dạ. Trong đây là nãy con đếm nhiều rồi ta để cây 4 6 8 này nhiêu 8 với 5 13 là 13 à. Là 13 ký 160 với 13 gói lần này ha. Đó. Đây này là cái cây 2 4 5. 5 gói này với 5 ký MKB nè. Đó, để đóng đi. Nhớ nhớ. Với 5 gói ra qua đồng loạt. Đây nè, này 4 gói đây 5 gói nè, cái này mình phun lại ngay chút. Đó, cái này 5 gói, cái này 5 ký, cái này 5 bịch. Là ok là nó đủ bộ luôn á là đủ dạ. Là cho mình dùng trên 500 cây mít ruột lõi sơ vàng á dạ đó thì cái này còn dư là 2 kg để cây 15 13 15 18 thùng này 20 dư là 2 gói nè cái này của con còn dư lên nè cái này con mang về nè đó rồi ok đó dạ dư tao tặng gì đi với đem về tặng luôn ha ok đó anh đây.